toàn bộ ca mắc COVID-19 nặng đã chữa thành công, phi công Việt Nam Airlines qua cơn nguy kịch. Mới đây nhất, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết đến thời điểm này, tất cả các bệnh nặng mắc COVID-19 của Việt Nam đều được chữa trị thành công. Nói về bệnh nhân số 91, phi công người Anh từng trải qua những diễn biến nguy kịch, ông Long cho biết các bệnh nặng là phi công người Anh tiến triển tốt, chúng tôi hy vọng trường hợp này thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Lý do viên phi công ở nhóm tuổi nguy cơ không cao nhất nhưng lại là một trong hai ca bệnh nặng nhất ở Việt Nam cho đến nay là do chỉ số khối cơ thể BMI là 30,1 và có tình trạng béo phì, thuộc nhóm bệnh có nguy cơ cao nếu mắc thêm một bệnh lý nào khác, trong đó có COVID-19. Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh rằng đến thời điểm này, Việt Nam là một trong 3 quốc gia trên thế giới có trên 200 trường hợp nhiễm bệnh COVID-19 trở lên, chưa có trường hợp tử vong.